Bình thường cổ tử cung của người phụ nữ thì được lát bởi một lớp biểu mô lát tầng không sừng hóa, và trong một số trường hợp thì lớp biểu mô lát này có thể bị tổn thương và bị mất đi. Ví dụ như là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, hoặc là những phụ nữ bị viêm âm đạo tái đi tái lại nhiều lần, hoặc những phụ nữ mà sau chữa đẻ nạo hút lưu sể thai thì lớp biểu mô lát này bị mất và lớp biểu mô trụ từ trong ống cổ tử cung sẽ bò ra thay thế. Tính chất của lớp biểu mô trụ này là thăng tiết dịch. Do đó, với những cái phụ nữ mà bị lộ tuyến cổ tử cung thì âm đạo sẽ tăng tiết dịch nhiều hơn so với những cái người mà không bị lộ tuyến. Và chính môi trường tiết dịch nhiều này sẽ là nơi cho thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây nên những cái hiện tượng mà viêm âm đạo cổ tử cung tái đi tái lại nhiều lần. Nếu như chỉ là viêm lộ tuyến đơn thuần thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Còn trong trường hợp nếu mà bạn bị lộ tuyến cổ tử cung kết hợp với viêm âm đạo hoặc là viêm cổ tử cung thì có thể làm giảm khả năng mang thai tự nhiên. Do khi mà bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung thì thứ nhất là cơ thể sẽ huy động nhiều bạch cầu đến âm hộ âm đạo để diệt tác nhân gây viêm này và có thể là tác động có hại đến tinh trùng. Thứ hai là trong quá trình viêm sẽ giải phóng ra chất prostaglandin, và cái chất này nó cũng làm cho cái quá trình mà tinh trùng xâm nhập vào trong buồng tử cung qua cổ tử cung nó kém hơn và làm giảm khả năng sinh sản. Ngoài ra, cái việc mà bạn bị viêm âm đạo cổ tử cung kết hợp với lộ tuyến thì có thể làm tăng nguy cơ lưu sảy thai nếu như mà bạn có thai, hoặc là tăng nguy cơ dò ối, dỉ ối và gây đẻ non. Do đó, nếu mà bạn bị lộ tuyến cổ tử cung và kết hợp thêm với viêm âm đạo như bạn mô tả là ngứa ngáy khó chịu thì bạn cần đến gặp bác sĩ để được điều trị cái vấn đề này.